Quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp thì các bậc thầy tử vi đã tiết lộ rằng năm Giáp Thìn 2024 là một năm mà quý cô bác tuổi Quý Mão sẽ có được sự bứt phá, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số đổi đời, đại gia, làm cho người người phải thán phục. Về vận trình cụ thể trong năm Giáp Thìn 2024 diễn ra như thế nào, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác tuổi Quý Mão cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, thần tài báo mộng, tài lộc theo chân, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời đại gia, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ trong năm 2024 âm lịch, nếu biết bí mật này. Đầu tiên là đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Từ lúc còn nhỏ, tuổi Quý Mão đã là những đứa trẻ khá bướng, uống nắng dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn, nói chuyện. Khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ, cơ nghị, họ là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm khiến họ sẽ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Không thể chịu đựng được những bất đồng ý kiến, người này cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình. Họ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi. Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác. Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của mọi người. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột, sự mềm dẻo giúp họ vươn lên tới đỉnh cao, dễ phải lòng, thế nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Họ là những người trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng chữ tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Họ thích suy nghĩ, có sức độc lập và tập trung cao độ trong tư duy công việc. Khi họ suy nghĩ, làm việc, nghiên cứu, dường như không bị tác động bởi ngoại cảnh, quên hết mọi thứ quanh mình. Trầm tư, mọi hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề cần giải quyết, giống như một con lạc đà khi nhịn khát mấy ngày, thì nó uống nước quên cả mối đe dọa xung quanh. Bạn có ý thức cao về bản thân, có cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu chí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh, sự nghiệp. Tuổi Quý Mão rất có duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý tài chính, ngân hàng, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc, đá quý thường có thành tựu cao, tính công tâm, nghiêm túc đưa một số người có duyên với luật pháp và thẩm phán, tư duy nhạy bén, chính xác của họ rất có lợi đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, vật lý. Tuổi này thường đào hoa, thời trẻ có nhiều mối tình, trong tình trường họ thường trải qua nhiều sóng gió, biến cố rồi mới yên định. Bản thân những người tuổi này thông minh, hoạt bát, hình thức ưa nhìn nên có sức hút người khác giới mạnh. Vận niên tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong năm 2024. Trong năm 2024 tuổi Quý Mão về vận niên là hầu thực quả, chủ về vận niên có ý nghĩa tốt, hình tượng khỉ ăn trái. Năm Giáp Thìn với người tuổi này có nhiều hanh thông và may mắn trong mưu cầu công danh, thẳng tiến tới thành công, dù có thể bị người khác ghen tị. Theo đó, về các công việc khúc mắc và thời điểm trước đã tìm ra được hướng giải quyết, tình duyên nên giữ mình chung thủy, cẩn thận có thể bị nghi kỵ, ghen tuông. Luận theo tứ trụ tử vi năm 2024. Thiên hòa, địa hung, mọi việc của tuổi Quý Mão trong năm 2024 không thuận lợi như ý muốn, cũng như khó phát huy được sức mạnh của chính bản thân mình. Việc mưu cầu về phương diện công việc trong năm này của tuổi này cũng không được thuận lợi. Chiếu theo sự vận chuyển của năm Giáp Thìn đối với tử vi tuổi Quý Mão, trong năm 2024, dự báo công việc làm ăn khá tốt và có sự thăng tiến trong sự nghiệp. Việc mưu cầu về phương diện tiền bạc cũng khá hanh thông. Ngoài ra,
Trong gia đình của nam tuổi Giáp Thìn năm 2024, có tin vui về thêm người đưa tới, tuy sức khỏe có đau ốm thế nhưng cũng nhanh chóng khỏi bệnh. Nói chung, vận khí của Quý Mão có thăng, có trầm, bản mệnh đón nhận đồng thời cả cơ hội lẫn thách thức, cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy đến trong năm nay. Dù gặp khó khăn cũng đừng vội chùn bước bỏ cuộc, hãy cứ quyết tâm theo đuổi, thì cuối cùng sẽ nếm trải được trái ngọt xứng đáng, tài chính không cần phải lo lắng dễ có của ăn, của để. Tổng quan năm 2024, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Xét về ngũ hành. Luận giải tử vi 1963, trong năm 2024 cho hay, người có ngũ hành bản mệnh là Kim, gặp năm 2024 có ngũ hành là Hòa, thể hiện quan hệ khác nhập, xấu. Đây là năm người mệnh Kim có sức khỏe không tốt, chủ về bệnh tật hoặc đau ốm, đồng thời công việc trong năm có những khó khăn và đưa tới nhiều trở ngại, đầu tư kinh doanh cũng không được lợi, tiền bạc bỏ ra không thu về được nhiều như kỳ vọng. Tình cảm gia đạo và tiền bạc trong năm có nhiều bất lợi, đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch. Xét về thiên can. Người tuổi này có thiên can quý, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2024 thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc, là chủ về bình hòa. Thể hiện một năm chủ mệnh tuổi này có nhiều mưu cầu, việc gì thì cũng nên cẩn trọng vì có thể chưa được tốt. Theo tử vi Quý Mão năm 2024, thấy người tuổi này đón được tài lộc trong năm Giáp Thìn, thế nhưng tiền bạc lưu ý chỉ bình thường chưa được hanh thông. Ngoài ra, sức khỏe của người này không tốt, dễ đau ốm, theo đó người tuổi này nên thăm khám định kỳ và lưu tâm chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Xét về địa chi. Xem bói tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 cho biết, địa chi của tuổi này là Mão, gặp chi của năm là Thìn, ý nghĩa về đột phá. Người tuổi Mão trong năm 2024 Giáp Thìn chú ý về công việc không được thuận lợi như ý muốn và dễ gặp phải biến động. Bên cạnh đó, mối quan hệ ngũ hành địa chi năm và tuổi là tương khắc. Vì vậy, sức khỏe mệnh chủ cần lưu ý trong năm nay, chủ về hao tổn nhiều, cùng với đó gia đạo của người tuổi này trong năm có thể gặp chuyện buồn. Xét về cung phi. Cung phi của người tuổi Khảm Thủy gặp cung phi Trấn Mộc của năm Giáp Thìn, là chủ về thiên y. Năm Giáp Thìn, sức khỏe của người sinh năm này có chuyển biến tích cực, ốm đau chỉ qua loa. Luận tử vi năm 2024 tuổi Quý Mão cho thấy, tài chính ổn định, có thể kiếm ra tiền, quý nhân hỗ trợ nên có sự thay đổi mới liên tục trong công việc. Ngũ hành cung phi tuổi là Thủy, gặp ngũ hành mộc của cung phi năm là tương sinh. Vì thế, công việc làm ăn khó thuận lợi, hao hụt tiền bạc và chú ý sức khỏe. Tiếp bước năm 2023 là một năm vô vàn khó khăn, 2024 lại là năm khiến Quý Mão phải kiên trì vượt qua. Về công việc, nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức đối với bản mệnh, áp lực tăng mạnh, đòi hỏi bạn phải thật vững vàng, mới mong vượt qua sóng gió. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Lời khuyên dành cho bạn là lúc nào cũng phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh mưu động, kẻo động việc gì cũng hỏng, mưu sự trong năm phải tính toán thận trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng a dua theo người khác, hành sự nhất định phải cẩn thận, đề cao tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống. Về tiền bạc, tài khí suy kiếm tiền cũng không dễ dàng, các khoản chi tiêu nhiều hơn dự kiến, đầu tư làm ăn càng cần có sự cẩn trọng, kẻo lợi bất, cập hại, đối tác trở mặt, chưa thấy lợi nhuận đâu đã thua lỗ không thể ngăn chặn. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng chớ nên qua loa, thái tuế có thể gây ra tranh chấp liên quan tới tiền bạc, nếu nảy ra xung đột bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó bạn nên hết sức cẩn trọng trong khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân hay người có quen biết. Về tình cảm, buồn nhiều hơn vui, nam bản mệnh khiến con giáp này dù có đào hoa thì cũng chỉ là đào hoa xấu, gặp nhưng không ở lại, duyên đến rồi, duyên lại đi, chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và chán chường. Thậm chí có cặp còn đối mặt với cảnh gia đình chia ly, gia đạo có phần rối ren, tình cảm vợ chồng hay giữa các thế hệ có sự phát sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Với người tuổi Quý Mão đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn tới trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương, vợ chồng sống với nhau cả đời. Đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia, đặc biệt, cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình thêm nặng nề. Sức khỏe có nhiều biến chứng bất ngờ, cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng chống nguy cơ bệnh tật, đặc biệt nam mệnh hút thuốc lâu năm,
cần sớm từ bỏ để tránh những hệ lụy nguy hiểm cho cơ thể. Quý bác cũng nên ăn uống khoa học hơn, bổ sung nhiều rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày, tập dưỡng sinh, thiền định, giúp đơn số khỏe mạnh, thoải mái về tinh thần nữa. Tiếp theo là sao hạn tuổi Quý Mão phạm phải trong năm 2024. Đầu tiên là sao chiếu mệnh tử vi năm 2024 Quý Mão nam mạng. Gặp sao Thái Âm chiếu mệnh là Diệu Thủy Tinh, Thái Âm rực rỡ quân hằng, tháng 9 tiền bạc dư anh để dành, tháng 10, 11 hạn hành, chánh hai tháng ấy mới lành bản thân. Sao Thái Âm tượng trưng cho hình ảnh mặt trăng. Tử vi năm 2024 nam mạng 1963 sẽ được bạn bè hỗ trợ và giúp đỡ, nhất là trong phương diện tiền bạc nên cũng được gọi là tài tinh. Nếu nam mạng tuổi này chưa lập gia đình, thì năm Giáp Thìn có thể gặp được một cuộc tình duyên kỳ ngộ hoặc tìm được người vợ trong năm nay. Tháng 9 âm lịch được xem là tháng tốt nhất. Vận hạn tuổi Quý Mão nam mạng năm 2024 gặp hạn Diêm Vương là đại hạn. Giải nghĩa sao hạn theo tử vi nam mạng, sinh năm 1963, năm 2024 là một năm xấu, đưa tới những mất mát và bất lợi có liên quan tới tiền bạc khi thư kiện trong năm. Vợ chồng thiếu hòa khí dễ nảy sinh chuyện xung đột hay mâu thuẫn. Tuy nhiên, gặp hạn Diêm Vương thì kinh doanh trong năm nay có vẻ lợi về tài lộc, chính vì vậy có thể mưu cầu kinh doanh trong năm nay. Sao chiếu mệnh, tử vi năm 2024 đối với Quý Mão, nữ mạng, gặp sao Thái Bạch chiếu mạng là Kim Tinh. Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài, tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Tử vi nữ mạng Quý Mão năm 2024 với sao Thái Bạch chiếu mạng thì đây là năm chủ mệnh cần lưu tâm các công việc làm ăn kinh doanh. Trong năm chi tiêu nhiều khoản tiền bạc, tài chính chú ý có thể trắng tay, ngoài ra cũng nên đề phòng việc quân sự. Những tháng chủ về xấu nhất trong năm của người tuổi này là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, hạn chế dùng đồ màu trắng, người mệnh một chú ý gặp sau này thì xấu hơn so với người mệnh khác. Vận hạn tử vi tuổi Quý Mão nữ mạng trong năm 2024 gặp hạn Thiên La là một tiểu hạn. Gặp hạn Thiên La, trong năm chủ mệnh có thể có tinh thần bất an, sức khỏe cũng không được tốt, dễ bệnh tật, ốm đau và lâu ngày mới khỏi. Bệnh tật năm này có thể chủ yếu do ma quỷ quấy phá. Vậy, xét năm 2024 này, tuổi Quý Mão sẽ ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện chính dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Bước vào năm 2023, công việc của Quý Mão chững lại, khó đạt được thành tích tốt đẹp. Cho dù bạn đã rất chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ, làm nhiều nhưng chưa chắc đã được hưởng hết thành quả. Bên cạnh ấy, năng lực làm việc giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất, khiến cơ hội thăng tiến trôi tuột khỏi tầm tay. Cạnh tranh, đấu đá cũng có dấu hiệu tăng lên, khi hung thần gia tăng ảnh hưởng, không gian phát triển không lớn, lại liên tục phải dè chừng đối thủ khiến con giáp này phải tốn nhiều thời gian để kèn cựa, chất lượng giảm sút là điều dễ hiểu. Chẳng những vậy khiến tư tưởng của bạn có nhiều bế tắc, hành sự chỉ chú tâm vào điều mình nghĩ mà thiếu quan sát tổng quan, đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn. Hơn nữa cái tôi của con giáp này có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Năm 2024 cũng cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của bạn, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa, bạn chủ động xông xáo hơn hẳn. Bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước nữa. Trong quá trình thực hiện công việc, có thể gặp trở ngại, thế nhưng với các điều kiện thuận lợi đang sẵn có, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh, nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn mà đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân, bứt phá giới hạn. Chỉ khi rèn luyện cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm gây ra. Nếu là dự án đang thực hiện dang dở, nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước tính toán kỹ lưỡng cái lợi, cái hại, làm đến đâu, chắc đến đấy, bạn không nên chủ quan quen tay, quen việc, mà nhảy cóc công đoạn, bởi trong năm vận khí sa sút, chuyện xui rồi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nóng vội khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Ở độ tuổi này, bản mệnh nên an hưởng tuổi già, đừng lao tâm khổ tứ về công việc, tài chính hay chuyện con cháu nữa, vấn đề gì cũng nên nghĩ thoáng hơn,
Chọn cách chia sẻ hơn là giữ trong lòng, suy nghĩ quá nhiều sẽ làm tinh thần xuống dốc, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp thấy rõ rằng, về tài lộc cũng giống như phương diện sự nghiệp với những khó khăn trong công việc, chắc chắn thu nhập của tuổi Quý Mão cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Hung vận khiến tiền bạc liên tục thất thoát, trong năm có nhiều khoản chi phí lớn hơn ngoài dự kiến, dù bản mệnh vẫn có kiếm được tiền, thế nhưng kiếm ít, tiêu nhiều, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, xe cộ, e rằng vẫn còn phải xa nữa mới đạt được mục đích. Những dự án hùn hạp làm ăn cũng sẽ trở nên bất trắc nửa chừng, họa phá tài treo lơ lửng trên đầu, đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Cố chấp tiến hành sẽ chỉ khiến bản mệnh nếm trái đắng, có thể thất bại vì những yếu tố khách quan. Vấn đề lựa chọn đối tác cũng chớ nên qua loa, nếu vậy có thể gây tranh chấp liên quan tới tiền bạc, nếu nảy ra xung đột bạn có thể sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Do đó bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân hay người có quen biết. Trong năm mà tài vận bất ổn, tốt hơn hết tuổi Quý Mão không nên tham gia bất cứ trò cá độ đỏ đen nào, kẻo có ngày trắng tay. Nhìn chung, bạn chỉ nên tập trung vào phương diện chính tài, tức làm tốt công việc chính, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, khi ấy thu nhập sẽ ổn định hơn và dần khởi sắc. Bên cạnh đó, vật giá leo thang nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng cao, những chi phí phát sinh thường nhật theo đó cũng ngày càng nhiều, đòi hỏi bạn cần phải có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, bằng không khó tránh khỏi cảnh vay mượn nợ nần. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Phương diện tình cảm của người tuổi Quý Mão cũng được dự đoán là buồn nhiều hơn vui, duyên đến rồi duyên đi, để lại cũng chỉ là những sự thật bẽ bàng và tổn thương tinh thần cho con giáp này. Hung vận quá lớn trong năm bản mệnh, khiến người độc thân dù có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Cũng vì có quá nhiều mối quan hệ mà bạn không biết đâu mới là đối tượng thích hợp với mình, đúng với câu nói, lắm mối, tối nằm không, nếu không bình tâm suy xét thì hết năm bạn cũng khó tìm được người phù hợp. Nhìn chung, tình cảnh dở dang vừa tốn công, lại vừa tốn sức, dày vò tâm lý khiến bạn thêm mệt mỏi và chán chường. Với các cặp đôi, do có nhiều khúc mắc tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia, nếu hành xử ích kỷ theo ý mình, bạn có thể là người gây ra mâu thuẫn ngày càng sâu, đã vậy dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện rõ ràng không thể chối cãi. Với người đã kết hôn, bạn cũng cần chú ý hơn tới trạng thái tâm tư cũng như cảm xúc của đối phương. Vợ chồng sống chung với nhau cả đời nhưng đừng vì cảm xúc bộc phát nhất thời mà hành xử gây tổn thương cho người kia, đặc biệt là cần tránh chê bai nhau mà dẫn đến mất hòa khí, không khí gia đình thêm nặng nề. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Xem tử vi tuổi Quý Mão trong năm 2024, ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe của bạn, dễ gặp hung hiểm bất ngờ ốm đau, bệnh tật khó tránh. Vì vậy, năm này cần chú trọng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, bạn nên đề phòng thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ, đặc biệt coi chừng những tổn thương do kim loại gây ra, ví dụ như dao kéo, vật nhọn, thanh sắt, kính vỡ. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm soát cảm xúc, tránh các tình huống va chạm cãi vã, kẻo xảy ra xô xát dẫn tới hỏa huyết quan. Trong mọi tình huống, con giáp này không nên quá kích động hay ương bướng, bạn nên tỉnh táo và suy nghĩ nhiều hơn, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn bè. Khuyên bạn cần tăng cường luyện tập thể thao, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, khả năng miễn dịch và phòng chống bệnh tật, đặc biệt nam mệnh hút thuốc lâu năm, cần sớm từ bỏ để tránh những hệ lụy nguy hiểm cho cơ thể. Quý bác cũng nên ăn uống khoa học hơn, bổ sung nhiều rau xanh trong khẩu phần ăn hàng ngày, tập dưỡng sinh, thiền giúp đơn số khỏe mạnh, thoải mái về tinh thần. Quý vị thân mến, trong cùng một năm, nhưng có những tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chương trình luận giải tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm Giáp Thìn, người tuổi Quý Mão sẽ không phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn. Bản mệnh vẫn có thể phát huy phong độ của mình một cách ổn định và xử lý những công việc quen thuộc rất thuận lợi. Có thể với nhiều người cuộc sống bình lặng như vậy là rất nhàm chán. Tuy nhiên,
với người tuổi Mão lại rất hài lòng với cách bắt đầu năm mới như thế này vì không phải chịu đựng nhiều áp lực, nên bản mệnh có thể giữ trạng thái tinh thần thoải mái và tích cực nhất để chào đón một năm mới bình an. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh dễ xảy ra vấn đề sau có hung tinh chủ về hao tổn tiền bạc xuất hiện, tiền lương, tiền thường không có nhiều biến động. Thế nhưng bạn phải chi phối rất nhiều trong vấn đề bất ngờ có thể xảy đến. Nếu bản mệnh không lên kế hoạch chi tiết chi tiêu ngay từ bây giờ, thì rất dễ rơi vào cảnh thiếu thốn. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của bạn trong tháng này khá ổn định. Bạn luôn giữ được tinh thần hăng hái và sức khỏe dồi dào mỗi khi bắt tay vào công việc. Vấn đề đi lại cũng được bình an, thuận lợi. Nếu phải đi xa bản mệnh cũng không cần lo lắng quá nhiều. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Vận thế của người tuổi Quý Mão trong tháng 3 âm lịch khá ổn định, cả sự nghiệp và tài lộc đều có những bước tăng tiến tích cực, đương số đã cố gắng hết mình trong khoảng thời gian vừa qua, thậm chí có cơ hội thăng chức, tăng lương. Chuyện kiếm tiền của người làm ăn kinh doanh cũng khá thuận lợi trong thời điểm này, người làm đầu tư có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, đem đến khoản tiền lãi triển vọng. Vì vậy điều quan trọng nhất trong tháng này mà bản mệnh phải ghi nhớ, đó là hãy nắm chắc cơ hội nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tháng 4 âm lịch không được thuận lợi bằng khoảng thời gian trước đó, người tuổi Mão sẽ phải đối diện với nhiều áp lực công việc hơn. Song áp lực đến có thể bởi vì bạn đang nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo, bạn nên cố gắng thật nhiều để khẳng định bản thân. Đừng vội bỏ cuộc nếu mọi việc không như ý, nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn nên chủ động trao đổi và thảo luận với mọi người, đừng tự tìm cách giải quyết trong yên lặng. Người tuổi Quý Mão cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở trên con đường sự nghiệp và làm giàu. Song đường tình duyên lại có những khởi sắc rõ rệt, công việc của bản mệnh chẳng thể tiến triển thuận lợi được như dự tính. Bạn thường phải đối diện với sự ganh đua phá hoại của đồng nghiệp khiến những công việc tưởng chừng quen thuộc cũng dễ xảy ra lỗi sai đến không ngờ. Vì vậy hãy luôn tập trung và dành tâm huyết cho những việc mình làm. Tình hình sức khỏe cũng không được tốt cho lắm vào thời điểm này, nhiều công việc đổ dồn xuống cùng một lúc, khiến bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi sao cho hợp lý, đừng làm việc quá sức bạn nhé. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch, bạn cũng thấy rằng chuyện làm ăn cũng khó có thể khởi sắc, đáng buồn hơn là nhiều người còn rơi vào cảnh hao tốn tài của, do đối thủ cạnh tranh, kẻ xấu hãm hại. Thời điểm này, bản mệnh cần bước qua chậm rãi, cẩn thận nhưng vững vàng, tránh chạy theo xu thế, hoặc ham kiếm tiền bất chính, kẻo vướng vào phải thị phi, dính líu tới pháp luật. Các vấn đề về tiền nong nên được giải quyết một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng. Khi bạn có thể tự do về tài chính, bạn có cơ hội giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả nhất. Điều mà người tuổi Quý Mão cần chú ý trong tháng này là vấn đề về sức khỏe. Do hung tinh chiếu mệnh, bản mệnh sẽ mắc các bệnh cấp tính khiến tình hình đi xuống không có đủ sức khỏe để mà làm việc. Khi di chuyển trên đường, bản mệnh cũng cần tập trung chú ý, không cố tình vi phạm các luật lệ giao thông, khiến tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tháng 5 âm lịch khiến các mối quan hệ của bản mệnh cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đương số cần chú ý cách hành xử của bản thân trở vì nóng nảy mà nói ra những lời gây tổn thương người khác, tác động xấu tới công việc. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh gặp khá nhiều điều thuận lợi trong tháng 6 âm lịch này. Bản mệnh luôn tập trung vào nhiệm vụ được giao nên luôn hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo giao phó. Ngoài ra, bạn cũng chủ động xông pha nhận thêm những công việc khó khăn mà nhiều người chối từ. Sự chăm chỉ nhiệt tình đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như vậy, bạn nên dừng lại và nghỉ ngơi một chút, không nên tự bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới được cải thiện. Nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp, nếu bạn không muốn bị bệnh nặng thêm. Phương diện tình cảm, khởi sắc do ảnh hưởng tích cực, người độc thân biết chăm chút ngoại hình dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Người đã lập gia đình nhận được sự động viên, chia sẻ từ nửa kia, nhờ vậy mà bạn cũng giảm bớt được căng thẳng, luôn có động lực để đối diện với khó khăn. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 năm 2024 âm lịch, người tuổi Quý Mão không gặp phải vấn đề gì lớn trong công việc, cũng như cuộc sống. Chất lượng công việc dần được cải thiện, bạn đã giải quyết được các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn, khúc mắc như trước kia nữa. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi, bởi bạn quen được một lúc nhiều đối tác,
bạn hàng mới, xét công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp đỡ con giáp này tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại tới đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp, bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe lại không được lý tưởng cho lắm, có thể bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp nên cố tình làm lơ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tháng này bản mệnh không gặp phải biến cố gì quá lớn, nhưng nếu muốn đạt đến sự thăng tiến trong sự nghiệp thì lại tương đối khó khăn. Bạn ít gặp được cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân mình và thường phải khắc phục vấn đề một cách bất ngờ xuất hiện hơn là nhận được nhiệm vụ mới mang tính thách thức. Song những vấp ngã ở tháng trước, con giáp này đã dần lấy lại được phong độ. Ngoài ra, bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn, nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án mới. Đương số có thể dành khoảng thời gian này tạm thời để thả lỏng bản thân, tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của mình. Bạn không cần thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Quý Mão có những biến chuyển rất tích cực trong tháng 9 âm lịch này. Bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn và tràn trề tinh thần phấn đấu mỗi khi bắt tay vào công việc. Ngoài ra, bạn ham thích giao lưu, vận động cũng giúp bạn kết giao được với nhiều bạn bè mới, nhiều đối tác mới triển vọng trong lĩnh vực làm ăn và kinh doanh. Lại thêm các tin phù trợ, sự nghiệp của bạn có những bước tiến triển mới đều đặn, chỉ cần cố gắng phấn đấu là ắt gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng. Người làm công ăn lương chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương, còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng này, bạn có thể mạnh dạn đề xuất, kèm theo một danh sách những con số, những thành tựu mà mình đạt được cũng như những khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp. Với những lý lẽ thuyết phục như vậy, tỷ lệ thành công là rất cao. Những người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Bản thân bạn vốn đã thông minh, do đó việc kiếm tiền không bao giờ là quá khó khăn. Nếu như bạn có sẵn cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn mới và cùng cho họ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với uy tín sẵn có của cả hai bên. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Quý Mão không có nhiều bước phát triển nổi bật trong tháng này, chủ yếu là vì bạn thường xuyên lơ là thiếu tập trung, nên dễ mắc những lỗi đáng tiếc, thậm chí có người còn nảy sinh mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, gây ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai gần. Chuyện kiếm tiền cũng không thực sự thuận lợi trong tháng này, bản mệnh cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn, nếu không dễ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Vận trình của bản mệnh trong tháng 11 âm lịch này cũng không được lý tưởng cho lắm, nhất là về tài lộc, bản mệnh không kiếm được các khoản thu phụ. Trong khi đó thì các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng, vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng, nên bạn cần chớp lấy thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được. Cần chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều biến động, chủ yếu là bởi bạn không chịu mở lòng cho người khác một cơ hội. Những người đã có đôi, có cặp cần chú ý trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, đừng để mối quan hệ tồn tại khúc mắc. Trên phương diện con cái, tôi biết ở độ tuổi này của quý vị con cái cũng đã lớn, có con đường riêng, có cuộc sống riêng, chính vì vậy mà việc chia sẻ, dạy dỗ ra ngày càng ít cơ hội hơn. Tuy nhiên, trong tháng này quý vị sẽ lấy lại được vị thế của mình, nhưng cơ hội này quý vị có thể ngồi lại nói chuyện, tâm sự với con cái nhiều hơn, có như vậy thì mối quan hệ hai bên mới không bị nới lỏng. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024. Tháng chạp, vận thế của người từ Quý Mão có dấu hiệu đi lên, mà dễ thấy nhất là trên phương diện tài lộc. Cả năm qua bạn đã làm việc vất vả và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc buôn bán, kiếm lãi gấp bội vào thời điểm cuối năm. Một số người làm công ăn lương có cơ hội được cất nhắc và đó chính là phần thưởng mà lãnh đạo dành cho bạn. Các mối quan hệ của bản mệnh cũng phát triển tương đối thuận lợi, bạn có cơ hội làm quen được với nhiều đối tượng triển vọng. Chuyện tình cảm cũng mở rộng nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ.
Người độc thân không khó để tìm được mối nhân duyên ưng ý, nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút, các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của bạn trong tháng cần phải chú ý nhiều, bản mệnh đau ốm ảnh hưởng, con giáp này có dấu hiệu lao lực dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý ảnh hưởng của hung tinh có thể gây chấn thương, hỏa huyết quan. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.